trên tay Hà Bưởi Ngon đây là một quả bưởi có hình dạng không được đồng đều. Thì đây là hiện tượng bưởi bị thiếu vi lượng. Mặc dù đây là vườn nhà Hà Bưởi Ngon, trong năm đã tưới vi lượng này, phun vi lượng rất nhiều lần nhưng bưởi vẫn thiếu. Nên nhiều bà con bảo vi lượng không cần thiết, vi lượng rất cần thiết cho cây, cho quả, thời kỳ ra quả. Đây là thiếu vi lượng này, nhìn cái quả nó khác hẳn này, nó xấu này, thiếu vi lượng nó xấu đấy. Còn nếu mà có đủ thì vi lượng có đủ thì cái quả bóng trái và nó tròn đều. Nên là chúng ta kiểm tra, chúng ta biết trong vườn nhà mình là lượng vi lượng cần bổ sung thêm hay không. Chúng ta nhìn cái quả bưởi bây giờ chúng ta sẽ biết.